Rồi cái này là máy Panasonic nè, cái loa nó nhỏ xíu rồi nha, loa nó chắc 8 cm, chứ có cái chép trên đây nè. Này là còn nguyên zin nha, thấy còn remote luôn nè, đang thử CD đó, đang bấm lên nè. Nói chung là remote hết pin rồi đó, lúc ăn thì không biết nữa. Rồi nói chung là thấy còn đang hát tốt nè, chỉnh chỉnh sao đây, qua bài hả, đây qua bài nè đó, dễ thấy rồi qua tới qua lui vẫn tốt nè. Đây volume chỗ này, nói chung là thấy chỉnh còn ok lắm. Đây remote, remote rồi bấm đó, remote đứng ăn được nè, nó remote nè, số 5 nè. Đó, số 7 nè. Này đang đọc CD nha. Còn FM á thì phải kéo cái anten để cho cao cao với gắn vô, FM dây nó vẫn còn nè, cái này vẫn còn. Nói chung mà thấy nó đọc vẫn còn đang đọc khá lâu. Rồi ai có nhu cầu liên hệ ha. Rồi cảm ơn nhiều nha.